Tập 4. Tôi nhẹ nhàng chụp cho xong tác phẩm nhiếp ảnh này. Đẹp lắm. Lý Phi, Nguyễn Kiếm Phong, có. Trương Duyệt Hiên, có. Sảng khoái không? Cầm sắp bị thổi rớt luôn rồi. Hách Điềm, Hách Điềm, có. Lên xe. Cậu ngồi ở đó làm gì? Em gái mơ màng. Cậu còn không lên xe, xe sẽ đi đó. Để tôi. Đi đi. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Cậu làm sao vậy? Ăn bữa sáng xong thì khó chịu. Ăn xong khó chịu à? Nào xích qua một chút đi. Được rồi. Hách Điềm, bên này. Nhìn tôi đi. Cho nên như thế sẽ tự nhiên hơn. Nào đổi góc độ đi. Cậu được rồi đó. Tiểu Mỹ, đẹp lắm. Thật không? Tay cậu không run mà. Tôi là kỹ thuật nhiếp ảnh bao nhiêu năm rồi. Gì thế? Ngồi đi, cậu ngồi đi. Đến giờ vẫn khó chịu. Đến giờ vẫn khó chịu à? Cậu tên gì? Giúp tôi gọi Dịch Giao lớp các cậu đi. Dịch Giao. Cậu là ai? Tôi là bạn lúc nhỏ của cậu ấy. Tôi gọi điện thoại cho cậu ấy mà không được. Giúp tôi gọi đi. Dịch Giao hôm nay không đến. Vậy cậu ấy đâu? Tôi đi tìm cậu ấy. Cậu ấy đến viện dưỡng lão rồi. Nhưng địa chỉ thì tôi quên rồi. Tôi giúp cậu dạy bản đồ nhé. Được, cảm ơn. Tạm biệt. Cảm ơn. Bác Tài, đủ người rồi, chạy được rồi. Đẹp quá, đẹp thật đấy. Cậu dừng lại đi, nếu không tôi ném cậu xuống dưới đó. Được, được, đừng chụp nữa. Khoan đã. Mở cửa ra đi. Sao vậy? Xe của hội học sinh hết chỗ rồi. Các cậu còn chỗ trống không? Các cậu có mấy người? Chỉ hai chúng tôi. Hai người. Lên đây đi. Tôi ngồi bên này. Chạy đi Bác Tài. Không ngờ nhanh vậy lại gặp nhau rồi. Đúng đó, tôi cũng không ngờ. Phải rồi, mới nhớ ra. Cuốn sách này tôi đọc xong rồi. Trong đó có một số ý kiến nhắc tới cũng khá thú vị. Tôi cũng đã ghi ra một số suy nghĩ của mình vào đây. Cảm ơn. Tôi không ăn. Tôi ăn, tôi ăn. Cảm ơn.
Sao vậy? Tôi không có giấy, tôi không có. Lấy giấy đi, lấy giấy đi. Này xin lỗi, quần mới của tôi. Ở đây này, cảm ơn. Bạn làm cái gì thế? Lễ tạt nước à? Đúng là. Còn là đồ ngọt nữa trời. Văn nước gì ra thế? Xin lỗi, quần cậu mặc ngược rồi. Quần không hiểu chứ gì. Hành động nghệ thuật dẫn đầu một trào lưu mới. Mặt ngược là mặt ngược. Xin lỗi nha. Đủ rồi, đủ rồi. Cậu không sao chứ? Khoan đã, khoan đã. Đợi đã, đợi đã. Nôn gì thế? Nhìn tởm thật. Không sao chứ? Cái này có gì mà tởm đâu. Đều là bạn học mà. Nôn rồi. Anh hai, tối qua cậu uống rượu phải không? Sao vậy, sao vậy? Mùi nồng quá. Cậu không sao chứ? Không sao chứ? Sáng nay tôi uống chút sữa. Các cậu cần khăn giấy không? Tôi cũng không biết sao nữa. Cậu lấy cái bọc cho tôi đi. Có phải ngộ độc thực phẩm không? Nào cho cậu giấy này. Khoan đã, lấy ngay, lấy ngay. Lau đi, lau đi. Có cần khăn giấy không? Mau lên. Ai gọi 120 đi. Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện. Gọi điện thoại đi. Để tôi gọi. Hưng, lấy đứng đấy. Alo, 120 phải không? Phải phải. Bây giờ cho chúng tôi xảy ra tình trạng bất ngờ. Uống chút nước đi, súc miệng đi. Trời ạ, súc miệng đi. Được rồi, được rồi. Bác Tài, đến giao lộ phía trước rẽ phải, sau đó dừng lại ở giao lộ một lát. Được không? Chúng ta đã hẹn trung tâm cấp cứu ở chỗ đó rồi. Cảm ơn. Phải phía trước. Thế nào rồi? Đỡ cậu ấy xuống đi. Được, được, nào nào. Các bạn tránh đường đi. Cẩn thận đấy. Các bạn tránh đường nào. Tránh đường. Cẩn thận chút. Cẩn thận một chút. Được rồi. Vậy tôi đi. Hai cậu. Được rồi, nhớ gọi điện thoại nha. Được, được. Tạm biệt. Lúc nãy nhờ có cậu. Cảm ơn nhé. Từng học một số kiến thức cấp cứu. Giờ hay có chỗ dùng. Chúng ta mau đi thôi. Được. Nào các bạn lên xe đi. Chúng ta đi thôi. Lên xe. Chú có thể dùng điện thoại quét mã chỗ này. Nào nào nào. Quét mã QR thì được tặng cái gì? Quét mã là gì? Nhìn thấy đường Tiểu Mễ không? Quét mã đi. Phải phải. Được được. Quét ở đây chúng tôi sẽ tặng quà. Quét mã là được rồi. Bạn có thể dùng điện thoại quét mã QR rồi. Bên đó, bên đó. Đường Tiểu Mễ. Có thấy đường Tiểu Mễ không? Có thấy đường Tiểu Mễ không? Nào nào, cho cậu một tấm. Là em mà chị. Chị thấy đường Tiểu Mễ không? Đỗ Đỗ, cậu đến rồi à? Còn mua nhiều đồ như thế. Lấy ăn đi, ăn đi. Mua gì thế, đừng có dành. Tiểu Mễ mua đó, Tiểu Mễ mua. Cảm ơn Tiểu Mễ, cảm ơn Tiểu Mễ. Phía Bắc có người đẹp, độc lập với thế gian.
ngoảnh đầu nghiêng ngã thành trì, ngoảnh thêm lần nữa nghiêng nước đổ nhà. Nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh. Xa gần cao thấp không giống nhau. Đừng chụp nữa. Không biết bộ mặt thật của núi Lư thế nào. Chỉ vì người đang đứng trong tim. Đừng chụp nữa. Hai người đen thôi, ngược sáng rồi. Cái này rất đỉnh đó. Cậu quá rồi đó. Không phải, đừng cử động, đừng cử động. Sao lưng cậu? Cái đầu gối của tôi vào hình rồi. Góc độ này vô cùng tốt. Chụp trúng chân tôi rồi. Quá đáng rồi đó. Tôi khát rồi. Không mang tiền lẻ, cậu giúp tôi mua chai nước đi. Tôi đi mua nước. Uống gì? Mua đại đi. Nước. Cảm ơn nhé. Cần gì khách sáo với tôi chứ. Cậu nói tìm chúng ta thế này, chúng ta đi bên đó đi. Chúng ta cái gì? Đi đâu rồi? Đang gấp vào nhà vệ sinh sao chứ? Núi lửa này tích tụ làm lớp nham thạch phun trào, nhưng từ xưa đến nay không có núi lửa hoạt động nữa. Đây chính là cảnh tượng núi lửa phun trào. Lúc núi lửa bộc phát mạnh nhất, cho núi lửa phun trào có thể che lấp gần 10 năm mặt trời. Cậu đến khi nào thế? Tôi vừa đến. Thật không ngờ con gái các cậu lại có hứng thú với vận động địa chất như vậy. Tôi còn tưởng các cậu sẽ bỏ qua chương đầu, chỉ biết xem kim cương gì đó hình thành như thế nào. Tất nhiên hứng thú với kim cương rồi, nhưng hiếm khi đến đây mà, nên muốn tìm hiểu mọi mặt. Tôi cũng vậy. Phải rồi, tôi nghe nói phía trước có thể mô phỏng ra cảm giác động đất cấp 8. Hay là chúng ta trải nghiệm đi. Được đó. Cậu có sợ không? Nếu cậu sợ, chúng ta đi ra. Không sao. Khi nào bắt đầu? Dọa chết tôi rồi. Dừng chưa vậy? Không sao chứ. Dọa chết tôi. Để xuống đi. Vậy được. Bị dọa phải không? Chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Tôi vẫn ổn mà. Tôi vẫn muốn lên trên xem thử. Được. Đến xem những bức ảnh này đi. Rất có giá trị kỷ niệm đấy. 30 tệ một tấm. Nào xem đi. 30 tệ một tấm. Nào xem đi em gái. Nào. Nào em trai cũng xem đi. 30 tệ một tấm. Rất có giá trị kỷ niệm đấy. Cậu mua không? Tôi không mua. Đây không phải là mua giây phút mình ngu ngốc nhất sao? Tôi cũng không mua. Đáng yêu quá. Tôi cũng cảm thấy nó đáng yêu. Vậy thì mua nó đi. Tôi mua cái này. Được. Bao nhiêu thế? 30 tệ. Được rồi, cậu cầm lấy. Cảm ơn. Không có gì, vừa đủ. Con trai các cậu cũng thích đồ đáng yêu vậy sao? Không phải. Cái này tôi tặng cho bạn tôi. Tôi cảm thấy rất giống cô ấy. Đi thôi. Thế nào sư phụ? Tôi đang vội tìm người tính sổ đấy. Sao lại hỏng ra như vậy?
Tôi không biết, trên đường đi không biết kẻ thất đức nào rải cả đống thủy tinh, hại lớp xe tôi bị nổ, suýt nữa đâm phải cây. Tôi đẩy mấy km đấy mới tìm được chỗ của chú. Thế nào sư phụ? Khoảng một tiếng. Đợi đi. Tôi phải nói thế nào đây? Nhãn hiệu cô không có tiếng tăm. Tôi đã làm siêu thị mười mấy năm rồi, cũng chưa từng nghe nói qua. Cô bảo tôi làm sao bảo đảm với hàng xóm khắp phố phường đây? Lỡ như họ uống rồi nói không ngon, tiệm của tôi còn mở được sao? Ông chủ rượu này của chúng tôi có rất nhiều khách quay lại tìm. Vật liệu và nguyên liệu ông có thể yên tâm, đều là xưởng đạt chuẩn. Cái này thật sự có rất nhiều khách quay lại tìm. Khách quen của tôi đã uống quen nhãn hiệu cũ, họ sẽ không mua loại này đâu. Cô đi đi, giá tiền này thấp hơn nhãn hiệu cũ mà. Ông nhận về thùng đi. Đi đi. Thật đấy ông chủ, tôi không gạt ông đâu. Nếu không có khách quay lại tìm, tôi sẽ lấy về. Chị, lúc nào thì chị mới làm chính sự đây? Mau thêm về nhà. Cậu đang làm gì vậy? Đừng động vào tôi. Chị tất nhiên không muốn em ở đây rồi. Em không ở đây, chị sẽ không gặp được em. Em không gặp được chị, chị có thể tiếp tục gạt mẹ. Chị đang đi học rồi. Chị không gạt mẹ. Mẹ có thể đến bệnh viện khám bệnh sao? Tiền thuốc men đắt như vậy, một tháng mấy chục ngàn đó. Em kiếm thế nào đây? Tiền em kiếm đâu ra? Em mặc kệ. Nhiệm vụ hàng đầu của chị chính là học. Học. Mẹ chính vì lo cho chị ăn học mới đổ bệnh đấy. Chị, chúng ta từ nhỏ đã không có cha. Mẹ nuôi chúng ta đến lớn. Chị muốn mẹ mở to mắt, muốn nhìn chị suốt ngày bôn ba. Như vậy khi mẹ khỏi bệnh. Được rồi, đừng nói nữa, mau đi đi. Đừng ảnh hưởng chị làm ăn. Vậy phải làm sao đây? Còn mấy năm nữa mới tốt nghiệp. Mở to mắt nhìn mẹ mà chết à? Đi 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 đi. Ông chủ người ta không cần rượu của chị. Chị còn sống chết bám ở đây, khiến người ta phát ghét. Mẹ biết được sẽ đau lòng đó. Đừng nói nữa em, đừng nói. Mau đi đi. Đi thôi chị. Này khoan đã. Tôi thấy cuộc sống hai người cũng không dễ dàng gì. Hay là thế này đi, mấy thùng rượu này tôi mua hết, cứ xem như giúp hai người. Tôi đưa tiền cho hai người. Ông chủ, vậy chúng tôi giúp ông khiêng vào trong. Không cần không cần, để tôi tự làm. Dịch Giao, mẹ cháu lười biếng nữa à? Ông vừa thấy bà ấy, bởi vì tiền điện nước đang cãi nhau âm sầm với cô ông, sắp điếc lỗ tai luôn rồi. Chuyện này vì sao? Mẹ cháu bệnh tình đang ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này là thế nào? Về đây. Chưa đưa cô tiền mà. Chuyện này là thế nào? Tôi mua ít đồ. Theo lý mà nói, thu được tiền chúng ta chia 5 năm. Nhưng mà niệm tình lần này tôi đắc tội với cậu. Lần này xem như tôi làm không công. Hoan nghênh lần sau hợp tác. Sao cậu ở đây vậy? Tình cờ thôi, có duyên thật. Ai có duyên với cậu? Tốt xấu gì tôi cũng từng giúp cậu bán mấy thùng rượu. Cậu không khen còn cãi. Cũng nhờ bản lĩnh lừa gạt của cậu, sau này tôi không thể ở đây mở rộng tiêu thụ rồi. Thì ra cậu thật sự thiếu tiền. Ai không mà thiếu tiền? Có rất nhiều cách kiếm tiền mà. Cớ sao cậu cứ bán rượu chứ? Có người uống sẽ có người mua. Không phải lúc nãy cậu đã nói sao? Đó chỉ là bịa đại ra thôi. Tại sao cậu phải bán rượu? Có người uống thì có người bán. Cậu trả lời kiểu gì vậy? Sao cậu phải bán rượu? Cứ lặp lại câu hỏi này thú vị lắm mà. Cậu nói có lý. Vậy tôi đổi chủ đề khác. Thường cậu bán rượu ở đâu? Tôi có thể giúp cậu. Hai chúng ta chưa thân tới mức này đâu nhỉ? Đừng đi theo tôi. Đừng theo tôi. Đừng theo tôi. Tôi phải theo cậu. Tề Minh, cậu không ở nhà khiêng xác chết, đứng đây làm gì? Xe đẩy của mình chưa kéo về. Đứng lại, không được chạy. Nguy hiểm quá đi. Bây giờ không sao nữa. Nhưng đường xa như vậy, cậu đi về nhà cơ thể không sao chứ? Tất nhiên không sao rồi. Để mình cầm.
Tặng cho cậu. Cái gì vậy? Cái này do mình thấy dáng vẻ sù lông của nó rất giống cậu, cho nên mua tặng cậu. Mình thấy không tặng cậu cũng có lỗi với nó. Đây không phải là mua đồ ăn gì đó rồi được tặng sao? Cái này mình dùng tiền mua đấy, được chưa? Nó giống cậu thế. Giống cậu. Giống cậu. Thích không? Cũng được. Đúng là chị hai học bá của em. Xem sách lý luận cũng cười được như vậy. Người ta xem học hành là kẻ thù, chị xem học hành như người yêu. Còn là loại yêu thật lòng nữa. Em tưởng em hiểu chị lắm sao? Trước kia em cảm thấy mình rất hiểu con gái. Bây giờ sao em cảm thấy mình vẫn giống một cậu học sinh vậy? Chị cũng không hiểu gì về con trai như bọn em. Có chuyện, chị là chị hỏi trước. Được, chị nói đi. Chị thắc mắc, sao đột nhiên hôm nay tìm chị tâm sự? Thì ra là có ý đồ. Ý đồ gì chứ? Nói đi, em phải lòng ai rồi? Em không phải lòng ai cả. Phải lòng ai rồi? Em không có. Nói đi. Thì là một bạn học bình thường. Chính là khá tò mò. Em lần đầu tiên tò mò hành động, gia đình, tính cách của một người như vậy. Chị nói xem, nếu một cô gái nói với chị không cần chị lo, còn từ chối sự giúp đỡ của chị, có phải chứng tỏ cô ấy thật sự ghét chị không? Không biết. Nhưng cô ấy là ai thế? Có phải cô gái lần trước để em xuống nước không? Chị hiểu rồi, chị hiểu gì chứ? Đến lượt em. Bên phía chị có chuyện gì? Thật ra cũng không có chuyện gì. Chị cũng khá tò mò. Em nói xem, nếu có một chàng trai đồng ý giúp em chỉnh sửa vở ghi bài, còn đồng ý bảo vệ em, vậy chứng tỏ điều gì? Ai vậy? Em biết rồi. Có phải cái cậu lần trước ở thư viện không? Không có. Chị em cuối cùng cũng biết yêu rồi. Không có, đừng nói bậy. Cẩn thận chị đánh em đó. Chị em sắp yêu đương rồi. Không có, có phải không? Không có. Không có mà, chị đánh em à. Chị sắp yêu đương rồi. Em có anh rể rồi, mẹ. Hù em à. Đừng có nói bậy. Chị còn hù em, còn hù em, mẹ. Hù em sao? Đừng nói bậy. Mẹ đâu mà mẹ. Mẹ đến rồi em cũng không sợ. Mẹ đến thì em sợ gì chứ? Em sợ mẹ vậy à? Mẹ, mẹ. Mẹ, con nhảy cho mẹ xem. Nhảy tiếp đi. Không nhảy nữa à? Mẹ nói con đêm hôm khuya khoắt làm gì? Con không ngủ, ở đây làm phiền chị con phải không? Con không biết ngày mai phải đi học à? Dần dần con biết rồi, con về phòng ngủ đây. Đừng chơi với nó, con phải nghỉ ngơi mà. Con chưa lấy dép. Con nghỉ ngơi sớm đi, mau uống sữa nè. Dạ, con mau ngủ đi, mẹ đi nhé. Mẹ ngủ ngon, ngủ sớm đó. Tiểu Mễ, mau giúp mình với, móng tay mình chưa khô. Từ từ thôi. Mình có mua mặt nạ, kem dưỡng da gì đó. Mình không xài hết, các cậu tự chọn đi. Tiểu Mễ, móng tay cậu mới làm đẹp quá. Cậu làm ở đâu thế? Tất nhiên đẹp rồi. Làm gần 3 tiếng đồng hồ. Đẹp đó, đẹp đó. Cái này phải tốn bao nhiêu chứ? Cũng không đắt, chỉ 1.000 mấy thôi. Mình có thể ở tiệm đó. Lần sau nếu không có gì, chúng ta đi chung đi. Thật sao? Được đó. Khách điềm. Đi chung nhé. Tại sao cậu lại dán bỗng ngô lên tay vậy? Kỳ lạ quá. Mình thấy rất đẹp mà. À, hoạt động tình nguyện viên cuối tuần của trường, các cậu đã nghe chưa?
Dịch Gia không có đi đó. Cậu nói có phải cậu ta dùng thời gian cuối tuần đi làm thêm không? Đi làm thêm gì vậy? Các cậu đã nói ai thế? Chính là Dịch Giao đó. Nghe nói bây giờ cậu ta rất thiếu tiền. Đúng vậy, Dịch Giao à. Vậy cậu ta cũng đáng thương thật. Chúng ta giúp cậu ấy đi. Mỗi người chúng ta một ít. Tiểu Mễ, mặt nạ này của cậu có phải rất tốt không? Các cậu lấy tự nhiên đi. Lấy tự nhiên. Để mình xem thử. Có chai dưỡng ẩm rất tốt đấy. Mình ra 25 tệ. Uống cái này đi. Thấy cậu giống như sắp ngất đi rồi. Trù mình hả? Lát nữa uống. Bây giờ không muốn uống. Cậu uống thuốc chưa? Có cần tới phòng y tế xem thử không? Mình không sao. Tiết học này rất quan trọng mà. Các bạn, bây giờ bắt đầu lên lớp. Bây giờ vẫn tồn tại một số hiện tượng bất đồng. Hiện tượng bất đồng này rất bất lợi đối với việc học và mở rộng tiếng phổ thông. Đối với vấn đề này, tôi muốn mời một bạn đứng lên trả lời. Dịch Giao. Dịch Giao. Làm sao vậy? Dịch Giao. Chuyện gì thế? Xe ra nông nổi này. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Hoạt động hôm qua không đi. Mình đã thiếu điểm rồi. Hôm nay không được gián tiếp nữa. Có phải cậu điên không? Bây giờ cậu như vậy, cậu làm sao học được? Cậu mau tới bệnh viện trường khám đi. Cậu bỏ tay ra. Cậu ổn hay không? Không phải cậu nói là được. Có phải cậu sợ bác sĩ trường khám ra chuyện đó? Cậu yên tâm, không khám ra đâu. Đi thôi. Mình không đi. Cậu có chuyện giấu mình phải không? Mình có chuyện gì giấu cậu chứ? Nếu cậu không vào trong, mình sẽ gọi bác sĩ ra. Bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý. Con người cậu. Sao vậy? Mình không làm phẫu thuật. Tại sao? Cậu nghĩ gì vậy? Cái nơi đó ở bệnh viện. Tại sao mình phải nói cậu biết chứ? Không nói nữa. Cậu mềm lòng phải không? Cậu như vậy là bản tính người mẹ trỗi vậy. Cậu có từng nghĩ sau này cậu làm sao đối mặt những vấn đề này không? Còn nữa, chúng ta đã quen nhau 20 năm rồi. Cậu có chuyện gì không thể nói với mình chứ? Được. Nếu cậu mặc kệ như vậy, vậy thì tùy cậu. Sau khi chung sống lâu với người mình thân thiết thì càng cảm nhận được mong đợi và quan tâm của cậu ấy dành cho bạn. Có lúc ngược lại trở thành một loại áp lực, bởi vì trân trọng tình cảm này
nên không muốn xung đột. Thế là trốn tránh vấn đề, trong lúc vô tình trở thành lời nói dối. Cậu ở đây khi nào vậy? Mới đầu tôi đã ở đây rồi. Cho nên cậu muốn thế nào? Cậu đừng căng thẳng, đừng ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn đặc biệt, sức khỏe rất quý giá. Nếu như có mệnh hệ gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu. Cậu đang uy hiếp tôi à? Không có, tôi chỉ có gì nói đó thôi. Con người tôi làm việc không thích vòng vo, trong ngoài khác nhau. Ví dụ ghét một người, vì vậy trước đó là cậu tung tin đồn. Tôi rất hiếu kỳ, tại sao bắt đầu từ lần đầu cậu gặp tôi liền nhắm vào tôi? Tôi đắc tội cậu chỗ nào chứ? Có đó. Tôi thấy cậu chỗ nào cũng không vừa mắt. Bộ dạng không chịu thua của cậu, tính cách kiên cường của cậu, ánh mắt gai góc. Còn nữa, ngay cả tên của cậu tôi cũng rất ghét. Lời giải thích này hài lòng không? Lời giải thích của cậu tôi rất hài lòng. Tôi càng khẳng định cậu chính là một con chó biết cắn người. Cậu nhìn tôi thế nào tôi mặc kệ. Tôi biết mình đang làm gì là được rồi. Còn nữa, rất nhiều chuyện không phải tôi tung tin, là cậu tự làm đấy. Chờ mà xem. Mọi người biết từ này có nghĩa gì không? Vậy từ này, dịch giao, không ai có quyền phát ngôn hơn cậu đâu. Các em im lặng đi, về chỗ của em. Làm phiền giây phút của các em. Có một chuyện phải tuyên bố với mọi người. Từ phản ánh của bạn học, khoa đã tra rõ bạn dịch gia của khoa văn học có tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tổn hại danh tiếng của trường. Thông qua quyết định cho bạn dịch giao xử lý đuổi khỏi trường. Im lặng, im lặng. Mong mọi người có thể lấy đó làm gương, tự biết quý mình, tự mà lo liệu. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, đúng là mất mặt. Không biết xấu hổ, đúng là mất mặt.
Cuộc sống riêng tư thật hỗn loạn, không biết giữ kẻ. Xem ra những lời đồn đó đều là thật rồi, có phải không? Trước đó đã bảo cậu đi làm phẫu thuật, cậu cứ không nghe. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rồi, đây đều do cậu tự chuốc lấy. Cậu biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Đừng đi mà. Đợi đã. Mẹ, con đi học nhé. Minh Minh, đừng quên sữa nhé. Con biết rồi, con đang cầm đây. Minh Minh, đừng quên sữa nhé. Cậu không đợi mình. Làm phiền giây phút của các em, có một chuyện phải tuyên bố với mọi người. Xử lý đuổi khỏi trường. Mong mọi người có thể lấy đó làm gương, tự biết quý mình, tự mà lo liệu. Chuyện này cậu cũng nghe rồi chứ? Phải, sớm biết rồi. Các em học sinh chú ý, làm phiền giây phút của các em. Gần đây có một số bạn phản ánh, có tình trạng vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, không biết xấu hổ, tổn hại danh tiếng của trường, không biết giữ kẻ chút nào. Dành cho bạn dịch giao, xử lý đuổi khỏi trường. Trang mạng của trường không vào được. Tôi ở đây thống nhất nói rõ với các em, do gần đây hệ thống dạy học đang nâng cấp, cần phải đăng ký lại. Trong tuần này các em có thể đăng nhập lại từ đầu. Tên người dùng không đổi, mật khẩu ban đầu chính là 6 số cuối trong chứng minh thư của các em. Chuyện thứ hai, sắp thi cuối kỳ, thành tích kỳ thi các môn của học kỳ này sẽ tính vào việc đánh giá học bổng. Mong mọi người có thể cố gắng giành lấy. Được không? Vâng. Có bạn nào không hiểu, có thể đến văn phòng bộ phận khoa ở tòa nhà tổng hợp để tìm tôi. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Tạm biệt. Có lúc
Đời người giống như một chiếc xe đang lao dốc, nhưng thắng xe lại không ăn. Sẽ có một giây phút hoảng sợ, hoảng loạn. Tất cả cách và kinh nghiệm đều mất đi hiệu quả, đang không ngừng lao dốc và rơi xuống đáy vực. Chúng ta có nên dự tính xấu nhất cho kết quả chưa biết hay không? Thường ngày đi trễ, trốn học, không nộp luận văn, cơ hội lần cuối đấy. Cố gắng thi đi, cố gắng giành học bổng. Tan học. Dịch Giao, ngồi đi. Trước cổng trường mới mở một tiệm cà phê, cậu biết không? Giúp tôi mua ly cà phê đi. Tôi không uống cà phê, cũng không đi ngang qua. Bạn bè giúp đỡ nhau thôi mà. Cảm ơn. Tôi nghe nói nhà cậu ở trong hẻm.